Xin kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Sau đây, xin mời quý vị cùng đón nghe bài đọc Cơ chế bỏ phiếu trong luật lệ bầu cử của Mỹ. Tác giả Phạm Ly. Kính mời quý vị cùng đón xem nội dung chi tiết. Một, Đại cử tri là người thật hay chỉ là một cách tính quy đổi dựa trên số phiếu phổ thông? Đại cử tri, elector là người thật được bầu ra theo quy trình, không liên quan gì tới các người nổi tiếng hết. Họ được chọn bằng quy trình hai vòng. Vòng 1 là do đảng cử và vòng 2 là do dân bầu. Lưu ý là luật lệ quy trình mỗi bang có khác nhau ít nhiều. Nói chung là trong những tháng trước ngày bầu cử, các đảng phái chính trị của tiểu bang sẽ đề cử ra một số ứng cử viên cho vị trí đại cử tri, đó là vòng 1. Ở vòng 2, vào ngày bầu cử cử tri phổ thông sẽ cùng lúc chọn ra tổng thống và đại cử tri việc này thực hiện trên cùng một lá phiếu tên của đại cử tri tiềm năng có thể có hoặc không có xuất hiện trên lá phiếu nếu có thì tên của họ sẽ nằm phía dưới của tên ứng viên tổng thống tùy thuộc vào quy trình bầu cử và phương thức bỏ phiếu ở từng bang có thể nói đại cử tri là đại diện cho đảng của họ ở từng bang về số lượng đại cử tri mỗi bang sẽ được giao cho một con số nhất định tùy theo quy mô dân số. Số đại cử tri của mỗi tiểu bang là bằng tổng số dân biểu thượng viện, thượng nghị sĩ luôn là hai và bất kể bang đó lớn hay nhỏ, cộng với số dân biểu hạ viện của tiểu bang đó. Con số này phụ thuộc vào quy mô dân số. Ví dụ, California có 39,5 triệu dân, thì số đại cử tri sẽ là 2 cộng với 53 bằng 50 năm. Bang Wyoming dân số là 579.000 thì số đại cử tri là 2 cộng 1 bằng 3. 2. Đại cử tri có nhất thiết phải bỏ phiếu bầu cho ứng viên tổng thống đã thắng phiếu phổ thông ở bang của mình hay không? Chỉ có 33 tiểu bang có luật bắt buộc đại cử tri phải trung thành với cam kết bỏ phiếu cho ứng viên đã thắng phiếu phổ thông của bang mình. Các bang còn lại thì không có luật đó. Trong lịch sử bầu cử Mỹ, đến nay có 165 đại cử tri lật kèo bỏ phiếu ngược với lá phiếu mà họ cam kết với cử tri phổ thông trước đó. Ba, thế nào là được ăn cả ngã về không? Có 48 tiểu bang áp dụng luật này, hai bang Nebraska và Maine thì không. Nguyên tắc này có nghĩa là ứng cử viên tổng thống nào nhận được đa số phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu phổ thông của tiểu bang sẽ lấy tất cả các số phiếu đại cử tri của tiểu bang đó. Chính vì thế mà ứng cử viên chiếm đa số phiếu trong cuộc bỏ phiếu phổ thông của quốc gia có thể không giành được đa số phiếu trong cử tri đoàn và do đó thua cuộc trong bầu cử tổng thống bởi vì một phiếu đại cử tri của bang California chẳng hạn đại diện cho một số cử tri phổ thông lớn hơn so với một số phiếu đại cử tri của bang Wyoming. Nếu một ứng viên tổng thống thắng ở nhiều bang nhỏ nhưng thua ở vài bang lớn thì người đó có thể có số phiếu bầu phổ thông ít hơn nhưng vẫn có số phiếu đại cử tri lớn hơn để giành được chức tổng thống. Năm 2000, ứng cử viên Đảng dân chủ On Go đã giành được 50.999.897 phiếu bầu so với ứng cử viên Đảng Cộng hòa là George Bush đã giành được 50.456.002 phiếu bầu trong cuộc bỏ phiếu phổ thông trên toàn quốc. Tuy nhiên, Go chỉ giành được 266 phiếu đại cử tri, trong khi Bush giành được 271 phiếu trong cử tri đoàn và được bổ nhiệm làm tổng thống tiếp theo. Tương tự với năm 2016, Trump thua Hillary 2,8 triệu phiếu phổ thông, nhưng hơn 74 phiếu đại cử tri. Trong lịch sử bầu Tổng thống Mỹ có 4 lần đã xảy ra như thế, năm 1824, năm 1876, năm 2000 và năm 2016. Tại sao phải dùng phương thức bầu chọn Tổng thống bằng lá phiếu đại cử tri thay vì đếm phiếu phổ thông? Những người sáng lập hệ thống này cho rằng đó là phương pháp tốt nhất để chọn Tổng thống, bởi vì một là nó giao quyền quyết định cuối cùng vào tay đại cử tri là những người có nhiều khả năng sở hữu thông tin cần thiết để đưa ra quyết định tốt nhất, thay vì giao cho vào đám đông trong đó có những cử tri thiếu hiểu biết, nhẹ dạ hoặc thiếu học thức. Thiết chế này cân bằng ý chí của quần chúng đối với tiếng nói của giới tinh hoa, chống lại nguy cơ chuyên chế của số đông. Nói nôm na cho dễ hiểu, ví dụ ai có gương ngọn cờ cướp hết tài sản của anh Vượng chia đều cho nhân dân khéo người ấy có ngay vài chục triệu phiếu bầu. Nhưng những người bầu cho kẻ đã dương ngọn cờ ấy không hiểu rằng, nếu như việc cướp và chia ấy có thể xảy ra thật đi chăng nữa, thì chỉ vài ngày sau khi ăn hết những thứ được chia, thì người nghèo vẫn lại là những người nghèo, còn nhà máy, doanh nghiệp, công ty bị phá sản, công nhân sẽ thất nghiệp, sản xuất đình đốn, kinh tế suy giảm. Đại cử tri thường thuộc giới tinh hoa, có đủ thông tin và kiến thức để hiểu hậu quả ấy. Alexander Homington cho rằng cơ chế đại cử tri toàn nếu không có hoàn hảo thì ít nhất cũng phải xuất sắc bởi vì nó đảm bảo chức vụ tổng thống sẽ không bao giờ rơi vào tay bất kỳ người nào không thuộc về một giai tầng xuất sắc và đã bộc lộ các phẩm chất cần thiết cho vị trí này. Hai là cơ chế này đảm bảo tất cả các bang đều có tiếng nói quan trọng tham gia vào việc chọn tổng thống, ngăn chặn các bang có dân số lớn có ảnh hưởng quá mức như đã nói ở trên phiếu đại cử tri ở những bang nhỏ có giá trị không thua kém các bang lớn đông dân. Nếu cuộc bầu cử chỉ phụ thuộc vào số phiếu phổ thông thì các ứng viên có thể chỉ vận động tranh cử ở các bang đông dân hoặc các khu vực cụ thể. Cơ chế đại cử tri khiến họ phải quan tâm nhiều tới nhiều bang, có nghĩa là để giành chiến thắng, họ sẽ phải thực sự quan tâm tới nhu cầu của cả nước. Nếu không có cơ chế đại cử tri đoàn, các nhóm như nông dân Iowa và công nhân nhà máy oxy sẽ bị bỏ qua vì các ứng viên sẽ ưu tiên tìm đến các khu vực đô thị có mật độ dân số cao hơn khiến các khu vực nông thôn và thị trấn nhỏ bị gạt ra ngoài lề. Tất nhiên, cơ chế bầu cử nói trên không ngừng bị phản bác vì nhiều lý do. Có người cho rằng dân trí bây giờ không thấp như thời lập quốc và một số người ít có cử tri phổ thông luôn ủng hộ hơn lại có thể trở thành tổng thống hay là việc bầu tổng thống thực ra chỉ nằm trong tay 538 người, nghe có vẻ sai sai, nhưng cho đến nay cơ chế đó vẫn được coi là ưu việt và có ít dấu hiệu cho thấy nó có thể bị sửa đổi trong tương lai gần. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung cơ chế bỏ phiếu trong luật lệ bầu cử Mỹ, tác giả Phạm Ly. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.